ok hết rồi, xin chào các bạn nha. Ok các bạn ơi, thì ngày qua là mình đi bên chỗ kia của chị Nhi nha các bạn, thì bữa nay là mình đi bên của anh Mắt nha các bạn. Thì bây giờ anh Mắt thì đang thẳng mình như ngang quay cho các bạn coi nha các bạn. Thì các bạn ơi, thì mình chúc chị Nhi với anh Mắt trăm năm hạnh phúc chứ gì vậy, chứ dạng sự khởi đầu nan. Ok bạn, bây giờ mình đi đặt nè, ok vậy nha. Đó, cái bỏ vô số các bạn. Đồ ngon, đồ ngon bạn ơi. Đấy, vậy luôn. Đó. Thì chúc anh Mắt chị Nhi trăm năm hạnh phúc nha. Nhật của anh Đồng kiểu nói gì không? Chúc bạn chúc đẹp xem nè. Thấy tôi này hành công. Đồ gì nữa không? Đồ như tóc. Nói chung là khỏe. Chuyện nữa mong bữa nay sinh nhật của anh Đồng có nói gì không anh vợ? Có chứ, anh em mình cũng mong thấy là chơi trong em mình luôn các bạn ơi. Ủa, bữa nay sinh nhật của anh Đồng rồi có ai nói gì không? Chúc mà anh Đồng sinh nhật vui vẻ. Nói chung là bé thôi cũng được các bạn ơi. Bữa nay sinh nhật của anh Đồng có ai nói gì không? Chúc mừng năm mới nha. Chúc mừng năm mới là gì chứ? Chúc mừng năm mới là gì chứ? Thôi giữ á, chụp mà sáu đen nha bạn. Nè, sinh nhật của anh Đồng có nói gì không? Bạn hiểu đâu, không nói đâu. Mày nói dễ hả? Sinh nhật nói gì hả? Nói gì nữa? Nhà con đông các bạn.
cái mình hát không nhạc được không? Được được. Happy birthday. Chào mấy em. Má gần bằng cũng mà. Chào nữa nè. Vô luôn, vô luôn. Mình chúc chị Nhi với anh Mến trong năm hạnh phúc nha bạn. Chúc mừng chị ở trong luôn, mình gọi bạn nha. Đâu nè. Quá mệt. Quẹo đeo mệt luôn mày. Vô ai tên lập mình ấy nha bạn.
Anh Mát như vậy cho nên cốt đang lâu đầu bạn nha. Chào cốt trong chúc anh Nam vui mới vui vẻ nha, thành công hơn trong việc của anh đã chọn nha. Rồi thôi mình vô nhậu đi. Đây. Đi hút nhậu sao? Ok, hello các bạn đã trở lại với kênh Lóc An rồi còn nha. Hello thì, bạn ạ. Hôm nay là bữa nay là sinh nhật của mình và cũng như là đám cưới của con ní của mình là Mát nha bạn. Thì nói chung là anh em mình chúc là Mát là trăm năm hạnh phúc, và cũng như là bữa nay là mình nói là sinh nhật của mình thì mấy bạn muốn chúc gì mấy bạn chúc nha. Nói chung là mấy bạn hãy đăng ký YouTube An rồi còn các bạn, thì để cho nó có cái động lực á, nó làm YouTube hay hơn các bạn. Mời các bạn ơi. Rồi, đây đi. Chị Mai nấu ăn rồi. Ok các bạn ơi, thì mình chúc anh Đông với chị Mai là làm tốt ngày càng phát triển nha bạn. Thì mình chúc với anh Mát với chị Nhi là ngày càng hạnh phúc và trăm năm hạnh phúc nha bạn. Ok bạn ơi, giờ mình tắt video nữa bạn. Okay.